Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái hộp quà để thấy thành phần ứng dụng của lệnh apply. Đầu tiên, chúng ta cần lên một cái ý tưởng. Ví dụ như tôi vẽ cái hộp quà dạng hình vuông. Tôi sẽ qua tab khởi tạo vào đối tượng 2D có màu rectangle. Ở phần rectangle này, tôi có thể kéo ra một cái hình tương đối vuông thôi. Tôi sẽ chỉnh sửa lại sau. Tôi kéo xong, tôi qua modify. Chúng ta chỉnh cho hai thông số len width để bằng nhau. Giả sử như tôi cho khoảng 400. Chúng tôi cũng gõ 400. Sau đó tôi sẽ chuyển đổi nó qua thành phần apply, editable apply để chúng ta có các chế độ hiệu chỉnh. Các bạn có thể vẽ đối tượng hộp quà bằng khối bóc luôn cũng được, nhưng mà tôi đang muốn các bạn ôn luyện apply, vì vậy tôi sẽ chuyển đổi qua apply và chúng ta sẽ dùng cái lệnh extrude để tăng cái đối tượng này lên. Tôi chọn đối tượng này, dùng lệnh extrude, bên tìm E, chọn extrude. Và tôi extrude nó lên 400 bằng chiều dài và chiều rộng. Đây là hộp quà dạng vuông. Như các bạn muốn bo mềm cả bốn cạnh này thì ở phần editable apply chúng ta có thể chọn chế độ thứ nhất, cái đỉnh, rồi chọn cả bốn đỉnh. Chúng ta nhấn phím T để về mặt top, nhìn từ trên xuống Z. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới, chọn lệnh fillet là làm bo góc, chọn fillet. Các bạn có thể di con trỏ chuột vào các vị trí đỉnh và đẩy lên, hoặc nếu không chúng ta có thể đẩy trực tiếp cái kích thước ở đây. Tôi đồng ý cái chế độ fillet này rồi. Tôi bắt đầu bật lại lại chút thì nó cập nhật ngay chúng ta cái góc này nó được bo tròn. Có vẻ như hộp quà này vuông cao quá không đẹp. Tôi cho nó khoảng 300 ở màu. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cái giải lơ bộ quà. Giả sử tôi yêu cầu cái giải lơ ở vị trí ngang này, chúng ta làm như sau. Tôi chọn cái hộp quà này, chúng ta nhấn phím Ctrl V để tặng copy và OK. Sau đó các bạn bấm cái biểu tượng thùng rác ở đây để xóa lệnh extrude đi, chọn extrude, xóa. Thì chúng ta chỉ còn những cái đối tượng apply bên dưới này thôi. Tôi bắt đầu kích hoạt thành phần rendering đây, chúng ta kéo lên trên, chọn rendering, enable này. Sau đó tôi chọn phần rectangular và cho hộp quà này cao lên, chiều len, width tăng lên. Tôi đổi màu cho cái đối tượng này cho nó dễ quan sát. Giả sử tôi thích cái giải lơ tím. Bây giờ tôi chọn một lệnh di chuyển, chúng ta kéo lên. Tôi thích giải lơ nó dày hơn chút nữa, tức là cái chiều len này tăng lên. Chúng ta lập tức ứng dụng các cái lệnh chúng ta đã học. Tôi chọn lệnh xoay. Các bạn có nhớ lệnh copy không? Tôi giữ shift, kích hoạt chế độ làm tròn góc, giữ shift, xoay theo chủ x. Đến 90 độ tôi dừng lại. Tôi bỏ tay ra. Và OK. Chúng ta thấy rằng cái đối tượng chúng ta đang có cái giải này thì OK rồi, nhưng giải này có vẻ hơi cao và cũng có vẻ hơi thấp. Chúng ta làm như sau để hiệu chỉnh. Các bạn bấm về bốn cửa sổ, nhấn G lần lượt ở các cửa sổ để ấn lưới. Các bạn nhấn zoom on ở góc này thì thấy rằng các cái đối tượng của chúng ta ở đây, cái giải quà thứ hai tôi vừa copy ra nó hơi cao. Chúng ta bấm vào vị trí này, chọn vertex. Tôi kéo chọn các đỉnh trên, dùng lệnh di chuyển, chúng ta đẩy nó xuống sao cho nó vừa tiếp xúc sát thôi. Ở đây chúng ta cùng nhau quan sát xuống dưới, thậm chí vào bên trong một chút cũng được, không sao. Và bên dưới này cũng vậy. Tôi chọn cửa sổ này, nhấn Alt Plus K để phóng lớn đối tượng lên. Bây giờ hộp quà chúng ta đã hình thành rồi, và bây giờ tôi cần thêm một cái giải lơ bên này nữa. Thì điều tương tự tôi có thể làm như sau. Tôi chọn đối tượng này, nhấn phím E, giữ shift trên bàn phím, xoay. Tôi đã được cái giải lơ thứ hai. Những ba giải lơ này cùng đồng nhất một màu thì trông rất cứng. Đối tượng này tôi có thể cho nhạt đi.
Cho nghiêng về màu vàng cam chẳng hạn. Quà này tôi cho màu hồng. Hồng vàng cam. Đây tôi làm điều tương tự cho đối tượng này. Màu đậm hơn chút nữa. Bây giờ chúng ta còn thiếu những đối tượng lơ ở bên trên này này để cho hoàn thiện hộp quà. Thì chúng ta vẽ lơ như sau. Các bạn bấm hiển thị bốn cái khung nhìn lên bằng cách nhấn Alt + V. Ở mặt này tôi bắt đầu dùng lệnh line, tôi vẽ những đường lơ như sau. Tôi chọn line. Chúng ta bỏ phần render đi đi, enable bỏ. Chúng ta vẽ các đối tượng lơ. Vị trí thứ nhất tôi bấm đỉnh. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tôi khép đỉnh cũng được. Tôi close apply nhấn yes. Chúng ta nhấn số 1 trên bàn phím để hiệu chỉnh cái đỉnh này. Tôi chọn đỉnh về lệnh di chuyển. Bây giờ tôi có thể kéo chọn cả bốn cái đỉnh này, chuột phải vào, chuyển nó qua cái dạng busy corner để chúng ta có những cái cánh tay đòn để điều khiển. Sau khi chuyển xong, tôi chọn lại các đối tượng line, một đỉnh một thôi. Tôi bấm vào cái vị trí giao nhau để ấn định rằng các trục tôi có thể di chuyển được. Sau đó tôi di chuyển. Tôi bẻ gãy liên kết và cho nó mại hơn. Chúng ta có thể zoom lớn đối tượng lên. Thể kéo đối tượng này ra. Các bạn có thể thoải mái tùy chỉnh sao cho ra những cái kết quả mọi người nhất thì thôi. Tôi có thể chuột phải vào cái đỉnh này. Tôi chọn ngay về dạng smooth để cho nó mềm luôn. Nhưng đỉnh này chúng ta cần để dạng corner. Mục đích để cho nó nhọn. Để khi renderer lên, chúng ta có thể thấy cái khối của nó mềm mại hơn. Có thể phóng lớn cửa sổ lên. Kéo xuống. Này chúng ta cho thấp xuống cho nó đẹp hơn. Ví dụ tôi có đối tượng thế này rồi. Bây giờ tôi bắt đầu phóng to lên, bấm một cái cửa sổ này. Tôi phóng to lại cửa sổ này. Tiếp theo chúng ta kích hoạt renderer lên. Các bạn thấy ngay là cái dải hộp quà chúng ta đã được hình thành. Có thể tôi sẽ để cái màu xanh nguyên như vậy thôi. Chúng ta cần cho cái len width sao cho hợp lý. Giả sử tôi có thể để len thế này. Nhưng thành phần width tôi cho mỏng thôi. Đó. Sau đó các bạn về mặt top. Di chuyển vào trong. Để cho nó bóp méo đi. Cho sinh động. Chúng ta thoát chế độ này. Bây giờ tôi có thể copy đối tượng này. Nhưng tôi muốn copy mà xoay xung quanh cái tâm này cơ. Tôi sẽ phải di chuyển cái pivot này về vị trí giữa này. Bằng cách bấm vào Affect Pivot Only. Chúng ta sẽ so hàng đối tượng này. Bấm một cái dải màu tím này. Chúng ta chọn XY và bấm Center, Pivot Center. Thì cái pivot nó dịch chuyển về vị trí này thì ok luôn. Và chúng ta xác nhận lệnh, bấm một đêm lần nữa. Bây giờ tôi chọn lệnh xoay. Mỗi góc xoay của tôi, bây giờ tôi định hình cho nó 30 độ thôi. Tôi trượt phải vào thành phần làm tròn góc xoay này. Tôi gõ 30. Và đóng cái vị trí này lại. Bây giờ chúng ta giữ shift trên bàn phím. Xoay 30 độ. Các bạn bỏ tay ra. Tôi sẽ tìm kiếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đối tượng. Tôi gõ số 7 là chúng ta ok. Chúng ta có 7 đối tượng hoàn thành cái giải quà chúng ta. Nếu muốn ấn tượng hơn, chúng ta có thể chọn đối tượng này. Cho nó cái màu thực sự đỏ. Đây là gói quà chúng ta vừa hoàn thiện xong. Thì vừa rồi tôi cũng đã ứng dụng rất nhiều các cái lệnh mà chúng ta đã học vào thực tế để hoàn thiện các cái đối tượng của chúng ta. Thì hy vọng rằng các bạn về có thể sáng tạo hơn tôi. Có thể nghĩ ra nhiều thứ hơn và hoàn thiện với các đối tượng 2D để chúng ta nắm bắt các cái lệnh nó chắc chắn hơn nữa.